ngày nay chúng ta gặp được pháp môn này pháp môn này rất thù thắng không cần đoạn tận tập khí phiền não chỉ cần khống chế đừng để nó khởi tác dụng công đức của chúng ta được viên mãn đây gọi là phục phiền não không phải đoạn chế phục dễ hơn đoạn rất nhiều đó là gì? Cổ nhân gọi là xa lạ và quen thuộc Phàm phu chúng ta Đối với tập khí phiền não Rất quen thuộc Phiền não khởi lên trong từng niệm Phật A-di-đà lại không quen thuộc Không hề nhớ đến Làm sao để thay đổi nó không thường thấy phiền não không nghĩ đến còn phật a di đà có thể tương tục không gián đoạn như vậy là thành công xa lạ đổi thành quen thuộc quen thuộc đổi thành xa lạ thay đổi vị trí của nó là được thay đổi như thế nào ta phải niệm thật mới được Phương pháp của Bồ Tát Đại Thế Chí rất cao minh Đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Phương pháp này có thể giúp chúng ta chuyển đổi vị trí Phải tinh tấn nỗ lực Không như vậy thì không thể Cần thực hành bao lâu? Theo tình hình thông thường là ta phải y giáo phụng hành Phải buông bỏ khoảng 3 đến 5 năm Như vậy sẽ thay đổi được vị trí của xa lạ và quen thuộc Khi đã thay đổi Giảng sanh được tự tại Ta không muốn ở thế gian này Có thật ta có thể giảng sanh Nếu còn nhân duyên ở thế gian Nhân duyên không phải gì khác Chính là đưa thêm vài người cùng giảng sanh Làm được không phải không làm được Đây gọi là sanh tử tự tại Pháp môn tịnh độ tu định sanh tử tự tại Thông thường mà nói Thời gian khoảng 3 đến 5 năm Nếu 5-3 năm không thể thành tựu Là do ta không tin tấn Không thật niệm Thật niệm có thể làm được Đức Phật dạy chúng ta Tam học giới định tuệ Trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa Đức Phật thường nói Khuyến khích chúng ta Cần tu giới định tuệ tức diệt tham sân si Như vậy không những thân tâm được mạnh khỏe Mà môi trường sống của chúng ta hoàn toàn không có phát sanh thiên tai Phương pháp tu học Thu thắng nhất không qua niệm phật vì sao vậy vì nhất tâm chuyên niệm cầu nam mô a di đà phật này nói cho chư vị biết tam học giới định tuệ đều bao hàm trong đó không những giới định tuệ trong đó mà tam học lục độ Lộ qua phổ hiền thập nguyện Cho đến bốn mươi tám nguyện của Phật A-di-đà Đều bao hàm trong câu danh hiệu này Niệm câu Phật hiệu này là niệm được tất cả Đầy đủ tất cả Các bờ cổ đức thường nói Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Quý vị nói danh hiệu này có thể quá giải thiên tai chăng? nhất định được chúng ta không hề hoài nghi đó là đức hiệu viên mãn của tanh đức thường giữ trong tâm đó chính là tâm phật là bản tâm của phật a di đà chúng ta chỉ cần đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh với tật a di đà đâu có lý gì không giảng sanh chúng ta đọc nguyện này trong tâm phải biết không được có một tạp niệm nào một tạp niệm chính là ác niệm Không được thất niệm Thất niệm nghĩa là quên Phật A-di-đà Đó cũng là ác niệm Hy vọng chúng ta đều làm được Giống như yêu cầu của Bồ Tát Đại Thế Chí Đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương tục Người tu hành theo tiêu chuẩn này Không ai không thành tựu Chẳng những thành tựu mà còn thành tựu rất cao Giảng sanh thế giới cực lạc là không sai Được bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Không cần bổ nguyện gia trì Cũng sanh vào cõi thật bảo trang nghiêm vì sao vậy? Vì thực hành đúng tiêu chuẩn của tám chữ này Tám chữ đô nhiếp lục căng Tịnh niệm tương tục Thực hành được tám chữ này Đó là Bồ Tát Minh Tâm chuyên Tăng Trong tịnh độ tông gọi là Lý nhất tâm bất loạn danh từ của mỗi tôn phai không giống nhau nhưng cảnh giới hoàn toàn tương đồng đô nhiếp lục căng chính là bình thường chúng ta trước đây thầy lý thường gọi là nhiếp tâm tâm của phàm phu là lục căng mắt duyên sắc tai duyên âm thanh Tâm đều chạy rong bên ngoài Đồ nhiếp lục can là thu nó gì Mắt quay đầu từ trong sắc Tai quay đầu từ trong âm thanh Không nghe những điều đó nữa Nghe những gì nghe một câu Nam Mô A Di Đà Phật Gọi là tịnh niệm tương tục Tịnh là tịnh của thanh tịnh không có hoài nghi không có tạp niệm đây gọi là thanh tịnh gọi là tịnh niệm tương tục là không gián đoạn niệm này tiếp niệm kia đây gọi là biết niệm gọi là niệm phật thông thường sở dĩ công phu niệm phật không đắc lực Do niệm của họ không thanh tịnh Họ có tạp niệm xen vào Niệm Phật A-di-đà Nhưng vẫn suy nghĩ đủ thứ Đúng như cổ nhân nói Miệng niệm, niệm di đà tâm tán loạn Họ không phải nhất tâm Tâm rất tán loạn Dùng tâm tán loạn niệm Phật phát hiếu này không đắc lực cho nên nói hé khô cổ họng chỉ uổng công trong kinh điển đức phật yêu cầu chúng ta nhất hướng chuyên niệm quý vị xem bộ kinh này trong phẩm tam bối giảng sanh nói Nhất hướng chuyên niệm Một phương hướng, một mục tiêu Một phương hướng là thị giới Tây Phương cực lạc Một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà Y giáo phụng hành Gọi là chế tâm nhất sự Vô sở bất biện Chúng ta muốn làm việc này Chính là giảng sanh thế giới cực lạ Chắc chắn thành công Nếu trong tâm còn có vọng tưởng Còn có tự tư tự lợi Còn có danh gian lợi dưỡng Như vậy phải đọc nguyện này nhiều lần Những tập khí phiền não này của chúng ta Đại chúng ở thế giới cực lạ Không có ai không biết Đại chúng đều biết Bồ Tát có thể không biết ư Phật có thể không biết ư như vậy tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta không chân thật tâm này là giả không phải thật cho nên đời này chưa chắc thành tựu muốn đi nhất định phải buông bỏ dạng duyên không còn tu giả mà tu rất tinh tấn không còn tham luyện thế gian này Ý niệm chúng ta mới chuyển được Nếu còn chút tham luyến nào cũng không được Nó trở thành chướng ngại Căn bản đệ Bồ Tát nương tựa thành Phật Tức là nương tựa vào giới luật Không những Phật Pháp, Pháp Thế gian cũng không ngoại lệ Giới là quy củ Nếu không giữ quy củ cổ, cổ nhân nói không thể có thành tựu Trong Phật Pháp nói Nhân giới sanh định Nhân định phát tuệ Đây gọi là tam học giới định tuệ Định từ đầu đến, Định có được nhờ trì giới Vì sao phải được định? Vì muốn khai tuệ Cho nên mục tiêu sau cùng là khai trí tuệ Trí tuệ đạt được nhờ định Không phải do học tập Mà có được Chứ gì nhất định phải biết điều này Nếu học kinh giáo Mà không bắt đầu từ giới định tuệ Kinh giáo ta học được là tri thức Phật học Không phải trí tuệ đã được là tri thức tri thức không giải quyết được việc lớn sanh tử có thể giúp ta đạt được học vị trong xã hội lấy được bằng tiến sĩ có thể và thành tựu một loại nghiên cứu học thuật trong xã hội này cũng có thể làm một chuyên gia học giả có thể đạt được những danh lợi của thi dạy liễu sanh tử xuất luân hồi giảng sanh thế giới cực lạc không hề liên quan đến những điều này tri thức không làm được việc này Chúng ta đọc kinh sách có thể khai trí tuệ chăng? Có thể dùng phương pháp giới định tuệ là được. Giới định tuệ đọc như thế nào? Nói cho chư vị biết, trước tiên nhất định phải giữ quy củ nhất môn thâm nhập trường thời quân tu. Trước khi chưa khai trí tuệ, quý vị đọc cuốn sách này bất luận cuốn sách nào cũng được nhưng chỉ cần nắm chắc cuốn này đọc từ đầu đến cuối đọc hết thì đọc lại từ đầu chỉ đọc một cuốn diễn diễn không thay đổi trong đầu chúng ta chỉ có một việc này ngoài việc này ra không còn việc gì khác giống như đạo lý niệm phật vậy dùng cách đọc bộ kinh này đoạn trừ tất cả tạp niệm và vọng tưởng Đây gọi là trì giới Trong ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp Không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu Tôi đọc bộ kinh này được chăng? Được Năm giới bao hàm hết trong này Quý vị ngày ngày chuyên niệm bộ kinh này Còn nghĩ đến chuyện sát sanh chăng? Còn nghĩ đến trộm cắp chăng? Nếu có ý niệm này sẽ bị phá giới Đây gọi là gì? Gọi là định cộng giới và đạo cộng giới. Trong này đều có. Niệm một câu A-di-đà Phật, thật sự họ cũng không có thọ tam quy, họ cũng không có thọ ngũ giới. Họ niệm Phật, niệm đến lâm chung, thật sự đã giáng sanh. Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ. Như vậy là sao? Quý vị nên biết, trong một câu A-di-đà Phật đầy đủ tất cả, giới định tuệ đều đầy đủ, có tất cả một lần họ hoàn thành tất cả chúng ta biết đọc kinh đọc bộ kinh này tam học giới định tuệ cũng một lần hoàn thành không có tạp niệm nhất tâm chuyên chủ chỉ niệm một bộ kinh này đọc khoảng vài ngàn lần cổ nhân có câu nói rất hay Đọc sách ngàn lần tự hiểu nghĩa của nó Tự hiểu nghĩa của nó nghĩa là khai ngộ Tự nhiên hiểu rõ Vì sao tự nhiên hiểu rõ Vì tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ Trí tuệ hiện tiền là thấu triệt ngay Đạo lý chính là ở đây Một ngàn biến vẫn không được Tập khí phiền não còn rất nặng thực tế vẫn không chế phục được. đọc thêm một ngàn biển, cứ đọc mãi như thế, cứ đọc ngàn này đến ngàn khác như vậy. hàng căng tánh bậc trung, căng tánh bậc trung khoảng ba năm đến năm năm, tâm thanh tịnh hiển tiền. Quả thật đoạn tận một số tập khí phiền não Tâm thanh tịnh hiển tiền Đã được thanh tịnh mà trên đề kinh nói Sau khi học được Quý vị có thể duy trì Vẫn là dùng phương pháp cũ để duy trì Nghĩa là nói mỗi ngày ta vẫn đọc kinh Tuyệt đối không từ bỏ công việc này tâm thanh tịnh hiện tiền tôi vẫn đọc đúng quy củ đọc thêm hai ba năm trí tuệ khai mở sau khi khai trí tuệ đọc hay không không quan trọng vì sao vậy vì không còn thoái chuyển định sẽ thoái chuyển trí tuệ không thoái chuyển nhưng có bồ tát vì họ có tâm từ bi Nên vẫn phải đọc Vì sao phải đọc Đọc cho người khác noi theo Làm gương cho người khác Đó là đang quá tha Mục đích ở chỗ quá tha Không phải tự lợi Tự lợi đã viên mãn đã thành tựu Đó là giúp chúng sanh Làm mô phạm cho chúng sanh học theo Nói với đại chúng Phương pháp dạy học này Của Phật Bồ Tát rất cao siêu Có hiệu quả Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Nhất định được thành tựu Chúng ta thấy hiện nay Truyền thống gian quá xưa Để định giai đoạn tồn dòng nguy cấp Cứu bằng cách nào? Cần cứu chăng? Phải cứu Ai đến cứu? Nói cho chư vị biết Nếu kỳ vọng ở người khác Quý vị sẽ thất vọng Thật sự phát tâm phải dựa vào chính mình Ai đến cứu chúng ta tự cứu Quý vị sẽ thành công Phải biết nên cứu như thế nào Đó chính là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Nắm chắc tám chữ này là có thể cứu được Bộ kinh vô lượng thọ này rất hay Kinh Vô Lượng Thọ đích thực là kinh điển hàng đầu trong Phật Pháp. Kinh này quá khó gặp, quá hy hữu, gian tự không dài quá, cũng không ngăn. Nếu thật sự muốn học, nói cho chưa vậy biết một ngày ít nhất phải đọc mười bộ, chính là mười biến, vì sao vì nó không dài, Khi đọc thuần thuộc Đọc một lần Khoảng hơn 40 phút Nếu đọc rất thuần thuộc Cứ cho là một tiếng Như vậy một ngày 10 tiếng Đọc 10 bộ kinh này Đọc 10 biến bộ kinh này Suốt đời không bỏ qua một ngày nào nhất định thành công chúng tôi dự tính để đạt được khai ngộ năm năm được định được niệm phật ta muội bảy tám năm là khai ngộ quý vị chính là truyền nhân của truyền thống gian hóa xưa khi khai ngộ nói cho chư vị biết Không những quý vị nói kinh vô lượng thọ rất hay Mà những gì quý vị nói chính là ý của Phật Vì sao vậy? Vì ý của quý vị và ý của Phật là một ý Khai ngộ là kiến tánh Sanh Phật bất nhị Chúng sanh và Phật là một không phải hai trong bài kỵ khai kinh nói nguyện hiểu nghĩa chân thật của như lai quý vị thật sự hiểu rõ nghĩa chân thật của như lai ở trước gọi là tha tâm trí thần có thể biết được ý của phật đương thời đức phật giảng bộ kinh này là ý gì quý vị hoàn toàn hiểu rõ quý vị nói không có gì khác với đức phật thích ca mâu ni nói cho nên vấn đề này cầu người khác, người khác chưa chắc làm được, phải cầu chính mình. Nếu bây giờ ta 50 tuổi vẫn còn kịp, 60 tuổi sẽ thành Phật. Nếu là 60 tuổi vẫn còn kịp, 70 tuổi thành Phật. Mỗi người đều có thể thành tựu phải hiếu học chữ nào không biết thì tra từ điển danh từ thuộc ngữ không rõ thì tra từ điển Phật học mới bắt đầu phải hạ quyết tâm phải mất nhiều thời gian để tra tương tận viết ra một cuốn vở tất cả đều tra rõ ràng minh bạch không còn hoài nghi nữa là bắt đầu học đọc chân thành cứ đọc lần này qua lần khác sẽ thành công. Không đọc được thì nghe cũng được. Như khi chúng tôi chia sẻ những CD giảng về bộ kinh này, nghe hết lần này qua lần khác. Cứ nghe như vậy 10 năm cũng giống nhau, cùng một đạo lý. Thậm chí là niệm một câu A Di Đà Phật chính là sáu chữ hồng danh niệm sáu chữ này suốt mười năm định thị giới cực lạc là thượng thượng phẩm giảng sanh quý vị xem trước đây người đệ tử làm thợ hàng của hòa thượng đế nhàn chỉ chuyên niệm một câu phật hiệu suốt ba năm tôi tin phẩm vị giảng sanh của ông không thấp ông đứng giảng sanh không bệnh hoạn biết trước giờ chết đứng giảng sanh hòa thượng đế nhàn tổ chức hậu sự cho ông ông vẫn đứng đó suốt ba ngày quý vị xem sau khi chết còn đứng ba ngày hòa thượng đế nhàn rất khen ngợi ông Suốt đời Hòa Thượng khuyên người niệm Phật giảng sanh Người này cũng do Hòa Thượng khuyên Ông thật sự đã làm nên một tấm gương tốt nhất như thế Cổ nhân nói Thiên hạ không có việc gì khó Chỉ sợ người quá tâm Nếu thực hành Không có ai không thành tựu thực hành thành công chính là ba la mật đà người ấn độ khen ngợi là nói câu này gọi là thành tựu viên mãn